Điều gì đến cuối cùng cũng đã đến. Karim Benzema được thông báo chính thức rời Real Madrid trong mùa hè này. Đây là một thông tin dù không phải quá bất ngờ, nhưng cũng đầy tiếc nuối khi chỉ mới cách đây một năm, Benzema còn là đương kim của bóng vàng 2022 với cú đúp danh hiệu vua phá lưới ở Champions League và La Liga. Những gì chú mèo lười đóng góp cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là rất lớn. Nhưng hơn hết, anh chính là vì sao cuối cùng của giải ngân hà 2.0 mà chủ tịch Florentino Perez đã dày công xây dựng và đạt đến đỉnh cao năm 2012. Lại một công thần ra đi, để lại cho các Madridista sự tiếc nuối cùng cực. Nhưng đó là quy luật không thể chối bỏ của thời gian. Và chúng ta chỉ còn biết nghiêng mình cảm phục những công hiến của huyền thoại tại Santiago Bernabeu. Mùa hè năm 2009, ông trùm Florentino Perez tái đắc cử chức chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid và lập tức thể hiện tầm ảnh hưởng của mình khi mang về một loạt ngôi sao đầy tham vọng xây dựng giải ngân hà 2.0. Lần lượt những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất được đưa về Bernabeu, bao gồm Ricardo Kaká, Cristiano Ronaldo và tất nhiên là cả Karim Benzema. Ba tân binh của Kèn Trắng sau đó đã thể hiện được mức độ hòa nhập khác nhau với đội bóng mới. Ronaldo nhanh chóng tìm được chỗ đứng, liên tục tỏa sáng rồi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Kaká thì hoàn toàn trái ngược, anh đã để lại hết những gì đẹp đẽ nhất của mình tại San Siro, dần dần sa sút và sớm rời khỏi thủ đô Tây Ban Nha. Còn trường hợp của Benzema, anh là người mà ban huấn luyện Real Madrid khó xử nhất khi bước qua bước lại lằn ranh của hiệu quả và bom xịt. Thi đấu ổn định nhưng không có gì đột phá, chưa đạt được ngưỡng người hâm mộ kỳ vọng. Trên thực tế không phải Benzema đá tệ, đẳng cấp của tài năng trẻ số 1 nước Pháp thời điểm ấy vẫn không ít lần được thể hiện đậm nét trên mặt cỏ Bernabeu. Chỉ là ngày đó tại Real, hào quang của anh vẫn chưa thể nổi bật bằng những ánh thái dương rực rỡ của dàn sao Galacticos 2.0 và đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Trong nhiều năm liền, Karim Benzema kết hợp vô cùng ăn ý với CR7 để trở thành bộ đôi song sát trên hàng công của Real Madrid. Nhưng vai trò của hai người lại không thực sự giống nhau, vì Ronaldo mới là cây săn bàn chính, trong khi Benzema chơi như một tiền đạo ảo. Tiền đạo người Pháp thường xuyên lùi về, đứng vào khoảng không giữa bộ tứ vệ và hàng tiền vệ của đối phương để tham gia build up lối chơi, giúp tuyến giữa của Real Madrid tạo thế overload trước mặt zone 14. Điều này đặt hàng phòng ngự của đội bạn vào tình thế phải đưa ra quyết định thật nhanh, kéo tiền vệ phòng ngự về theo kèm Benzema hay là kéo trung vệ lao ra lùa bóng. Cho cách nào thì Real Madrid cũng có cách xuyên phá cả. Nếu cách đầu tiên thì zone 14 sẽ hở, tạo điều kiện cho những pha nã đại bác. Nếu chọn cách còn lại, cự ly của bộ tứ vệ sẽ bị xáo trộn. Ronaldo được hưởng lợi nhiều nhất từ điều này khi có khả năng xâm nhập vòng cấm rất hay. Để có thể đặt đội bạn vào tình huống nan giải như vậy, đòi hỏi tư duy chiếm hữu không gian của tiền đạo phải cực kỳ tốt. Đó chính là phẩm chất sáng chói của Benzema. Tuy nhiên chú mèo lười không chỉ có vậy, anh còn dây dắt, xử lý trong không gian hẹp vô cùng ấn tượng. Kỹ năng truyền bóng quá tốt của một số 9 và đặc biệt là khả năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện theo thời gian như một thứ rượu quý, càng ngâm lâu thì càng ngon. Đó là những điều chỉ có giới chuyên môn và báo huấn luyện của Real Madrid mới nhận ra. Nếu không phải vì CR7 ngày đó quá xuất sắc, Benzema có lẽ đã vươn lên top 1 tiền đạo thế giới từ rất lâu. Mọi người cứ nhìn vào màn trình diễn của Ronaldo mà quên mất rằng Benzema đã ghi bàn lọt top châu Âu, rất thành công trên phương diện tập thể với những danh hiệu Champions League liên tiếp. Và một cầu thủ nếu có thể trụ được suốt ngần ấy năm trong một đội bóng phát triển tư bản hóa như là Real Madrid thì không thể nào là một cầu thủ tầm thường được. Tại Real Madrid, Benzema đã trở thành minh chứng sống cho câu chờ đợi là hạnh phúc. Ronaldo rời đi, Gareth Bale thì sa sút. Tiền đạo người Pháp nổi lên, nắm vai trò chủ công, dẫn dắt Real đến với những thành công mới. Sự già dơ, bản lĩnh và sắc bén đã được Benzema thể hiện khi phải lĩnh sướng một hàng công trẻ tuổi với những Vinicius, Rodrigo, Asensio. Sau nhiều năm thi đấu bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Benzema đã tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện mọi kỹ năng cần có của một tiền đạo và bứt lên trở thành chân sút số 1 thế giới. Những ngày tháng khó khăn khi Real Madrid chuyển giao thế hệ vào cuối thập niên 2010, Benzema từ vì sao bé nhỏ, ít người chú ý khi vừa chân ướt chân ráo cập bến Bernabeu, đã vụt sáng trở thành ngôi sao rực rỡ nhất, ngọn hải đăng hùng vĩ nhất, soi đường dẫn lối cho con tàu Los Barcos vượt qua dòng bão. Khi em đến Madrid từ sao Conchalo vào năm 2018, trong hình hài của một cậu nhóc nhút nhát, sợ sệt, chính anh là người đầu tiên đón em tại đây. Em sẽ không bao giờ quên điều đó. Em đã trưởng thành cùng với sự dìu dắt của anh trong suốt những năm tháng ấy. Cùng nhau chúng ta đã chinh phục Tây Ban Nha, châu Âu và cả thế giới. Chưa hết, em còn rất vinh dự khi được vỗ tay chúc mừng anh giành quả bóng vàng. Đó là những lời chân tình có cánh mà Vinicius đã dành tặng cho người anh
và cũng có thể nói là người thầy Benzema. Trong khi giới mộ điệu mải mê đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Who is Ronaldo? Hay Lewandowski hay Jorginho xứng đáng nhận quả bóng vàng? Benzema vẫn âm thầm cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho Real, chấp nhận ra sân với ngón tay bị gãy khi những bàn thắng quan trọng và dìu dắt đàn em. Suốt 14 năm miệt mài thi đấu cho kênh kèn trắng, Benzema không phải lúc nào cũng là ngôi sao sáng nhất, nhưng vai trò của anh thì chắc chắn là cực kỳ quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sau 643 trận, Karim Benzema ghi được 353 bàn thắng, đứng thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ sau người đồng đội cũ Ronaldo, kiến tạo 165 lần, nhiều nhất lịch sử của đội bóng, là nơi đã dừng chân của những Zidane, Ozil, Kaká, Toni Kroos, Modric, Beckham, Guti. Những đóng góp đó giúp anh có một lần được UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và đặc biệt là quả bóng vàng. Hơn thế nữa, Benzema cũng chính là cầu thủ thành công nhất suốt chiều dài phát triển của Los Blancos với 25 danh hiệu lớn nhỏ. Đây thực sự là những con số khủng khiếp, bởi Bernabeu là miền đất hứa nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ lụi tàn sự nghiệp nếu không nhanh chóng chứng tỏ bản thân mình. Thế nhưng đó vẫn là chưa đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của chú mèo lười tại thủ đô Tây Ban Nha. Real Madrid đã, đang và sẽ luôn là nhà của anh. Câu lạc bộ xin chúc anh và gia đình gặp nhiều may mắn trong chặng đường tiếp theo. Vài dòng ngắn gọn tại trang chủ của câu lạc bộ Real Madrid nhưng khiến lòng các Madridista nặng trĩu. Ngày Benzema rời Bernabeu cũng chính là ngày kết thúc một kỷ nguyên rực rỡ, là dấu chấm khép lại một chương vàng của Real Madrid với dàn Galacticos 2.0 được Florentino Perez xây dựng giai đoạn 2009-2011. Thật may mắn là Benzema không chỉ là dấu chấm cuối câu mà còn là dấu gạch đầu dòng mở đoạn trước khi rời đi. Anh chia tay kênh kèn trắng để lại không chỉ những bàn thắng, những khoảnh khắc, những danh hiệu mà còn là tiền đạo cánh top đầu châu Âu Vinicius Junior và ngôi sao triển vọng Rodrigo. Hàng công Real thiếu anh sẽ thật buồn tẻ, nhưng chính Vinicius và Rodrigo sẽ thừa hưởng di sản của người đàn anh để trở thành chỗ dựa mới cho Los Blancos. Sự tiếc nuối của vì sao tinh tú cuối cùng của giải ngân hà là điều có thể hiểu được, nhưng mong rằng những người ở lại hãy vẫn tiếp tục xây dựng Real Madrid phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để ở một nơi nào đó xa xôi dõi theo đội bóng cũ qua màn ảnh nhỏ, Benzema vẫn có thể mỉm cười, biết rằng quyết định ra đi của mình là đúng đắn để bắt đầu những điều tốt đẹp hơn tại đây. Vậy thì Karim Benzema, anh sẽ đi đâu? Có lẽ ít lâu nữa chúng ta mới được nghe chính chủ trả lời. Nhưng trong tình hình hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tiên liệu rằng Ả Rập Xê Út là nơi tiền đạo người Pháp sẽ tới. Sau những năm tháng hiến mình cho bóng đá đỉnh cao tại châu Âu, Benzema hoàn toàn có thể thảnh thơi an dưỡng những ngày cuối sự nghiệp tại Tây Á với mức lương hàng trăm triệu euro một năm mà không phải nộp một đồng thuế nào. Người ta thực sự mong chờ vào sự tái hợp của Benzema và Ronaldo tại Al Nassr. Nhưng trong diễn biến mới nhất thì có vẻ như họ sẽ đối đầu nhau thay vì đứng chung chiến tuyến. Theo nhà báo Fabrizio Romano, bà lãnh đạo của Al-Ittihad sẽ có mặt tại Madrid vào ngày 4 tháng 6 để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này. Chi tiết hợp đồng chưa được công bố, nhưng theo tờ Sport One, thời hạn hợp đồng sẽ là 2 năm và mức lương kịch trần là 400 triệu euro một năm. Hoặc là với những người thích sự thú vị bất ngờ, họ cũng có thể nghĩ đến khả năng Benzema quay lại thi đấu cho Lyon. Một tiền đạo Pháp khác cũng đang khá bay khi quay về Lyon là Alexandre Lacazette. Vậy tại sao Benzema lại không thử? Thật đáng tiếc khi phải nói lời chia tay Karim Benzema vào mùa hè. Cho dù là fan của Real Madrid hay là fan trung lập, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh Benzema trong màu áo trắng. 14 năm có thịnh, có suy, nhưng bao giờ thì Benzema cũng làm tròn vai của mình khi được trao cơ hội. Anh cũng là người vững vàng nhất tại Bernabeu trong dàn Galacticos 2.0 ngày ấy. Để rồi hôm nay, khi nhận tin chú mèo lười rời đi, chúng ta mới giật mình nhận ra rằng một triều đại hoàng kim đã kết thúc. Giải ngân hà rực rỡ ngày đó đã chính thức lụi tàn và không còn một ngôi sao nào soi sáng. Thế nhưng kết thúc là một phần của cuộc hành trình. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng dù chặng đường tiếp theo có là về đâu, Benzema cũng tìm thấy được niềm vui khi chơi bóng, sự hạnh phúc khi còn được sự ủng hộ của người hâm mộ. Và để kết lại video này, tôi xin mượn một câu trong bức tâm thư mà Vinicius đã gửi cho Benzema. Cảm ơn anh vì mọi thứ, huyền thoại.